Đây, trước tiên nè. Ủa cái quần này, ok. Mà mày chết lại đi. Đây, khoan. Mà mày really did it really hard. Cái này lấy từ đâu? Audrey's house really love it. Con lấy ở nhà Audrey mà có mẹ Audrey ở nhà không? No. Không có, con tự động qua nhà người ta con lấy đồ chơi. Như vậy là sai. Mommy, we don't have bubbles. Ủa mình không có thì con nói mẹ, mẹ con thích bong bóng của nhà Audrey, mẹ có thể mua cho con được hay không? Thì lúc đó mẹ mới suy nghĩ là mẹ có mua được hay không. Chứ người ta không có nhà, mình đâu có thể nào tự động đi qua nhà người ta mình lấy đồ này. Con biết như vậy là cái gì không? Chưa, nghe mẹ nói đã. Khi mà không có người ta ở nhà, mình tự động qua nhà người ta lấy, có nghĩa là mình ăn cắp. Mình lấy đồ của người ta có nghĩa là mình ăn cắp. Just like Audrey leaves her bike. Audrey nó để quên chiếc xe đạp nó ở nhà mình là khác. Còn con tự động, cái đó cái hành động đó là con tự đi qua nhà người ta, không có người ta ở nhà, con không xin phép người ta. Như vậy là con ăn cắp đồ của người ta. Như vậy là sai hoàn toàn luôn. Con không bao giờ được phép làm điều đó. Bây giờ đi bước lại nhà Audrey, trả cho người ta liền cho mẹ. Con rất là thích là chuyện của con. Đâu phải là con thích cái đồ gì là con đi lấy đồ của người khác liền ngay lập tức như vậy. Khi con thích là con phải như thế nào? Chạy lại xin mẹ. Không được nói tới nói lui. Như vậy là hoàn toàn sai. Và như vậy là mình ăn cắp đồ người ta. Mà khi mà ăn cắp đồ của người ta có nghĩa là một chuyện làm rất là xấu. Bước lên đứng dậy đi trả đồ cho người ta liền. Muốn thích thì mẹ mua cho. Không bao giờ được làm điều đó khi không có sự chấp nhận của người khác. Mommy, I just really want your microwave. Bây giờ con muốn phải không? Bây giờ mẹ sẽ gọi điện thoại cho ba. Mẹ nói ba ghé mua cho con. Ok. Rồi. Rồi mẹ mua cho con nhiều luôn rồi. Bước lại đi trả người ta cho mẹ. Đi. Đem thẳng qua nhà người ta trực tiếp bỏ lại nơi mà người con đã lấy. Rồi mẹ đi theo con. Make sure làm sao? Hai. Make sure làm sao? À im lặng sao vậy? Sao im lặng vậy? Im lặng sao vậy? Đi lẹ lên. Không được rồi. Cái điều này mà mẹ ngăn cấm ngay chay. Không bao giờ được phép làm điều đó ngay chay chay. Trời ơi còn lấy xe đạp đi trả đồ cho ta nữa hả? Trời ơi. Hello. Good, how are you? It's okay. Chỉ là cái chú đó ổng nói là ổng không muốn mấy con chó của chú nó lấy. Ủa hồi nãy đi qua nhà lấy đồ người ta có chạy xe đạp đi lấy không? Có chạy xe đạp đi qua nhà người ta lấy đồ luôn hả? Thôi quá sai rồi mày, về mày mét ba. Hồi nãy giờ con chưa có sorry mẹ. Hồi nãy giờ con chưa xin lỗi mẹ một tiếng luôn. Nhưng à con rồi nói đi. Trời ơi sorry mẹ, mà vừa xin lỗi mà vừa đạp xe đạp hả? Nói đàng hoàng. Sorry mẹ. Con xin gì? Con xin lỗi mẹ. Rồi ok. Rồi đạp đi lại anh ta, trả đồ cho anh ta. Không bao giờ được làm điều đó nữa. Không. Không có bóp bồ bóp biết gì hết, trả lại cho người ta. Không có bóp bồ bóp biết gì đó, không có được làm vậy. Tập con này quá. Không được làm như vậy lần thứ hai nha. Nghe không? Con rất là muốn thì mẹ kêu ba mua cho con. Ok. Không được làm cái điều này lần thứ hai. Tự qua nhà người ta lấy đồ nghe chưa? Nghe không? Nói lớn lên. Dạ mẹ. Rồi đây. Cái gì vậy? Thôi đi bộ đi. Đây mẹ cầm cho. Đây mẹ cầm cái này cho. Ôi trời sao ta đẩy cho đây chơi. Đây. Bây giờ mày đặt xấu xạo không? Hơi khó đạt ha. Khó đạp xe đồ nữa. Hồi nãy sao đi qua nhà ta lấy đồ đạp lẻ lắm mà. Giờ trả lại khó đạp. À con ước gì Audrey ở nhà phải không? À để chơi bong bóng với Audrey ha. Rồi bước xuống. Tới rồi bước xuống. Lấy chỗ nào trả ngay chỗ đó. Để đâu Audrey, để đâu? Ok rồi. Audrey hồi nãy nó nói là Audrey dục ngay chỗ đó đó. Giờ là nó nói nó lấy lại, nó bỏ ngay chỗ đó. Ok. Rồi lên xe. Quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ nghe không? Mom, can you help me?
Ủa cái xe gì mà chà mà đạp mà toàn sao thụt lùi không vậy hả? Cái xe này có bị hư không vậy? Xe này chắc mày thấy hư tới rồi đó kìa. Rồi cái gì lạ vậy? Trời ơi, nó đi lấy đồ mà nó còn bắt tôi đi theo nữa. Không được, không được, không được. Đi từ từ thôi. Đi nhanh quá là con té cắm đầu á. Thôi, cô chú thấy có được đền của chú. Chạy đi qua nhà A Trì lấy mà con chạy vô nói mẹ mẹ con qua nhà A Trì con lấy nè, con phe nữa. Ừ. Lấy đồ nhà ta còn phe nữa. Nhớ nghe chưa? Con không được làm như vậy, con làm như vậy. Nếu mà lần sau con làm lại lần thứ hai là mẹ sẽ mét ba, ok? Lần này mẹ sẽ không mét ba. Nhưng mà con phải hứa với mẹ nha. Ok, giờ mày lấy điện thoại cho con gọi ba nha. Nhưng mà bây giờ mày lấy điện thoại cho con gọi ba nha. Nè, ba nè, cầm gọi đi. Chưa bắt máy. Đó, đang đó, chuông đang reo đó. Con ngồi con muốn đập không? Hả, ba đang chạy xe. Ba, tao nói đang chạy xe không bao giờ mà nghe cái máy mà bẻ bắt máy đó. Mommy's taking forever. Yeah. Nó nói ba lâu bắt máy quá, coi được đời không? Mommy. Một chút nữa rồi ba thấy ba gọi lại con, ok? Mommy. Rồi, ba lâu bắt máy. Mommy, daddy's so mean. Mean boy. Daddy's a mean boy hả? Nó nói mẹ mẹ ba kỳ quá. Ba gọi lại hả? Con cứ gọi đi, gọi chừng nào ba mắc máy thôi. Hello. Hi Cooper. What are you guys doing with your phones? Recording each other? Mommy, I'm in a car. No, that is not good. Trời, anh gọi ai hả? Gọi ai hả? No, you. Con gọi mẹ hả? Đâu phải, đâu gọi mẹ đâu, mẹ con cứ... Who did you call? Let me see. I called the eating man. What phone number is this? Cái số điện thoại này của ai vậy? Well, I think it's my phone. No, no, no. Wait, wait. Let me delete it. Let me xóa. Just call them random people. Oopsie. All right. Cooper, have a haircut, mommy. Cooper cắt tóc hả? Yeah. Đây con gọi người này đi. Gọi này đi. What is it? Ê, con gọi đi, chừng nào bắt máy được con biết người ai, người nào. What is it? Who is it? Con phải hỏi là who is it? Who is it? Ủa? Sao? Mom, are you calling me? Không. Sao con không gọi bà Nhung? Where is he? Mommy, no! Ai biết cái điện, số điện thoại mẹ đâu biết đâu. Con tự kiếm đi. Okay. Kiếm cái chữ mommy coi. M-O-M-M-I dài. Không phải, số điện thoại mẹ gì tùm lum à. Tùm lao, số rồi, số 7 rồi. Tên của mẹ đâu? M-O-M-M-Y. I don't know. Con nhìn vô cái chữ, kiếm cái chữ M-O-M-M-Y. No, I don't know. Vậy thôi khỏi gọi. By yourself. À, mẹ tự gọi mẹ hả? Trời ơi, can you gọi you by yourself còn được đời không? Thôi con gọi con đi, con gọi mẹ đi. Okay, look at the letter. M-O-M-M-Y. Yes. Đâu? Bảy, cái đó là ba. Cái đó là daddy, đó là D-A-D-D-Y. Mom, that's what daddy's called? Yeah, what is mommy? M, where's... That's you. Đó, nói tiếng gì vậy? Gọi lại coi, gọi lại mẹ coi. M-O-M-M-Y. I don't know, where is the first one. Cái đầu tiên á, cái đầu tiên, bấm vô cái đầu tiên. Where is it? Nè, bấm vô cái đầu tiên đi, bấm vô cái đầu tiên. Cái đầu tiên, M-O-M-M-Y. Can you help me? Mày giúp con nghe. Ok. Nè, cháy gọi mẹ nè, cháy gọi mẹ nè. Alo, để mẹ alo bắt máy nha. Yeah.
Kathy getting invoices anymore because that caught it all up. But yeah. They show you a picture, right? And then there's like puzzle shapes and a light that I'm missing, and then there's puzzle stickers. So it's kind of like a Yeah, we were doing some of that in Florida when you guys were down there. We were doing some of those like that. So okay, but they were supposed to put that all. You just moved to like two big towns or whatever. It's 4 or 5 books. That one is like a quarter of everything. They charge you each time. So that's probably, but I don't know why you're supposed to tell them that. All of those are so great, because my credit card don't even. Then I'm gonna let it keep on going because it's a good thing. You know what I mean? Well, that's what I told John. And then the other one from the National Wildlife Federation that I signed Rudy up for, that was every other month. And again, you know, when it comes time, I'll renew those. But, you know, like as they get older, you know, they have to progress to the next age level, you know, that's an option too. So, good. I think age level is still good for the year. Good. Well, especially for Addie, I wish not so good. The next one. Look at how strong Sydney is. Yeah, she's good. Tough kids. Yeah. You know what? I feel like every this is like every 3 or 4 year old. This one. Good, good job. Get your sister. Taking a break. Hydrating, yes, very important. Is he crying? Yes, he is. Maintaining hydration. Yeah. Oh man. Okay. Trời ơi, đụng đầu con người ta. Trời trời, mẫu nước nữa. Trời ơi. Yeah, you do really good. It's near Massachusetts and near New York. A little bit up here. So the one that will be closest to West Virginia. My tummy's hurt. Tại sao đau bụng? Tại vì con đói bụng phải không? Đúng rồi, giờ mình đi Starbucks mình mua đồ ăn nha. Ăn cái hôm qua ha. Trứng với lại cái bread với lại thịt xông khói với lại cheese nha. Mom, it looks like a swimsuit. Cái bộ đồ đó giống như là bộ đồ bơi hả con? Thì nó cũng tựa vậy đó con. Mấy cái đồ này thì nó tựa vậy đó, nhẹ nhàng cho mình hoạt động thể dục thể thao rồi vậy đó con. Mấy cái đồ mà để mà hoạt động thể dục thể thao là nó được thiết kế vậy đó. Cho người ta dễ mặc, dễ ấy đồ, dễ bơi, dễ nhảy, dễ ấy rồi đó con. Hồi nãy cái cô kia khen cái bộ đồ của con á, cũng nói ủa em bé mặc đồ màu tím là con của ai vậy, cái mẹ nó con của tôi. Cái xong rồi cái cô nói chà, cô thích cái bộ đồ đó quá, tại vì bộ đồ đó không có show cái quần trong của mình. Mẹ cũng thích cái bộ đồ này nữa, từ giờ về sau là phải mặc bộ đồ này, không có mặc mấy bộ kia nữa, mấy bộ kia chỉ là đi bơi mới mặc thôi. Ok. Ừ.
Cô giỏi, bữa nay là đem chai nước vô uống nước quá trời luôn á. Bữa nay quá giỏi, mẹ có lời khen. Mẹ sẽ thưởng cho mommy, một... he have chocolate bag. Where's my chocolate? I want to put it right here. Không, để mẹ cầm chừng nào. No, I don't want it. No, để mẹ cầm chừng nào mẹ hứa là con ăn xong cái bánh bagel, ăn hết cái bánh là mẹ sẽ... Mom, remember I don't want to eat the bread. Đúng rồi, mà mẹ hứa khi nào mà con ăn hết... Mom, remember I eat all of it. Đúng rồi. Con thấy em chơi mình dậy sớm á, mình có nhiều thời gian ghê không? Giờ mới có 10 giờ rưỡi sáng à. Giờ mình có nguyên một cả một ngày dài luôn. Chứ mình mà dậy trễ quá 11, 12 giờ tới 1 giờ mới ra khỏi nhà thì hết ngày luôn. Mommy, there's the Target. Ừ, đó Target đó. Lâu quá mình cũng không đi Target hết con ha. Yeah. Why we go? Hả? Why we go to go on Target? Giờ tôi gần chị, giờ đi qua bên đi mua. Giờ đi mua Starbucks nè. Trời, nay giỏi quá, mẹ có lời khen. Mom, I... Sao? Ồ, cái cây này là cái khu vườn của mình đó hả? Vườn gì nhỏ xíu vậy? Đã dùng cái từ vườn là có thể nghĩa, phải nghĩa là có một đám, một đống luôn. Chứ còn này có cái cây sao thành khu vườn của mình? À, sao vậy? À, bây giờ đi lặt hái khu vườn à. Ồ, chơi cái con kia kìa chơi. Nhện này chơi. It's fighting with that. Ừ, nhện á. Ê, nó nghe nè, cái một cái kẹp rớt mất tiêu rồi, rớt nhà mất rồi. In the car. À, con bỏ nó trong xe hả? I really wanted to think was really bad. Đang làm gì ạ? Peeling something off. Này là có lời khen luôn á. Ok, I'm not going. Con có nói với bà đi đâu ra là con đi học gymnastics chưa? No. Sao ạ? Chay bữa nay hết gì mà đi lo rạch rồi cô chú ơi. Có một khoảng thời gian là nó ghiền, trời ơi, ngày nào cũng qua nó chơi với tới 10 giờ tối. Giờ cái kêu, giờ bà đi lo rạch ngồi đó. À, con lấy đó đó hả? Giờ là bà đi lo rạch ngồi đó kêu nó tới chơi, bà nó cũng không tới nữa, có được đời nó không? Con Ngọc nói coi chay con qua bà ngồi con với bà là đi lo rạch chơi, bà đi nó nói không mẹ, con ngồi đây với mẹ tại vì con yêu mẹ, có được đời không? Mom, do you want to play with me? Okay, I will say 1, 2, 3. 1, 2, 3, open it. Okay, 1, 2, 3, mở ra. Nó nói mẹ muốn mở cái này với con không? Con sẽ đếm 1, 2, 3 rồi mình mở ra. Okay, mẹ mở trước, mẹ sẽ thắng. I'm the winner. Oh, thua, mẹ thua. It's okay, you won. Hả, mẹ thua rồi. No, it's okay. À, không sao, không con, mẹ thua đâu có sao đâu con ha. Mẹ với con mà đâu có thắng thua hả con ha. You're a little bit win. À, mẹ thắng chút thôi, đúng rồi. Tại vì mẹ thắng, mẹ sao con nên là mẹ thắng một chút xíu. Còn con rồi, con thắng lớn luôn con ha. Con nói đi, thắng lớn rồi. Thắng lớn rồi. Đúng rồi. Lớn rồi. Thôi con gọi nó đi để mẹ. Đây mẹ quay cho cô chú coi gió rõ phải không? Một cái da rõ quá. Nói gì đó. Trời, con mặc bộ đồ cái thương quá cô chú ơi. Trời, mấy con vịt nó bơi kìa. Nó bơi như sóng thần hả chơi. But here. Con nói nè mẹ ơi. Mẹ ơi. Của mẹ nè. Đúng rồi. Rồi 1, 2, 3, vô. I win. À, mẹ thắng rồi. It's okay. Chơi, hái cái hoa cắm lên đầu chơi. Hái hoa cắm lên đầu chơi nha. Có hoa màu đỏ kìa. Mom, let's do it again. Thôi, để mày ra mày hái hoa vàng mày cắm trên chơi. Ngồi xuống, mày cắm hoa cho. Bây giờ nè, con đem một cái hoa con qua con tặng cho bà Dolores. Đem cái hoa này nè, nói là, rồi một cái thôi rồi, nói con tặng bà. Rồi, giấu sau lưng nữa. Con nói là con tặng bà đi con. Rồi, con nói tặng bà đi. Cho bà đi. Kỳ không? Chay bà đi đâu rồi? Bà mới đi xem móng tay đẹp kia kìa, chay lại khen móng tay của bà đi cho bà vui thể con. Nice your nails. Lớn lên. What you got? Say, can I see your nails? Oh yeah, you want to see my nails? Come here. I don't see it. Oh, see. Nó bà xè tay ra đi, cái bỏ lên tặng bà. Sao con không tặng qua cho bà đi, con tặng cho bà vui. Tặng đi. Khoe bà dây chuyền rồi nữa, bà thấy lâu rồi. Tặng bà đi.
Nhãi gì mắc cỡ gì. Bà sẽ rất là vui luôn á. Surprise. Yeah, bà nói bà muốn thấy kìa. Mờ quanh. Ok. Say. Say. Đó. Thấy chưa. Trời ơi. Đi đâu ạ? Không 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 không. Một cái một thôi. Không 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 nè. Rồi bây giờ gắn cái này lên đầu con. Để mày gắn cái này lên đầu con cho ba coi. Ba chuẩn bị đi vô. Ba sẽ thấy bất ngờ đấy em. Gắn lên. Gắn lên. Đó. Ê. Để mẹ làm xong mẹ cho con coi. Rồi con lấy xuống. Mẹ nếu mà con không thích là con lấy xuống đây. Nhưng mà để mẹ làm cho con coi nha. Chưa chưa chưa. Sao gắn lên không được. Để mẹ gắn. Không được không được. Phải để mẹ gắn lên đầu con. Không kẹp lên lỗ tai nè. Gắn ngay lỗ tai đây nè. Đó gắn ngay lỗ tai giống. Giờ đó ba gắn á nhớ không. Đó gắn nha. Chạy ngước đầu lên mới gắn được chứ. Gắn bông mà tao nói không. Đó đó. Đó đẹp đẹp đẹp. Chạy này thiệt á. Nữa đi tặng ba nữa. Chạy. Vô tặng ba đi đó đệt nữa. Ôi đất ơi. Trời ơi nắm nhắm mắt lại. Bà kêu bà nhắm mắt lại. Trời trời. Giấu nữa. You scare her. Are you hiding? What you got? Okay, I won't look. Con cắm lên tóc bà đi, con cắm lên tóc bà đi. Cô chú coi chay nè cô chú nha. Từ bờ hồ nhào vô tới hả? Ấm không con? Mày xả cái nước này ra để cho nó lâu lâu chứ ủng rồi nó ấm cho con của mẹ đó. Đúng rồi. Quá trời ấm luôn. Trời ơi mặc bộ đồ ẹp ê luôn á. Trước khi nó mặc cái bộ đồ này mà nó xuống hồ bơi á, nó nói mẹ mẹ con mặc cái bộ đồ này xuống hồ bơi nha mẹ. Nên mà cái mình cho rồi nó mới mặc. Ờ thấy không? Mẹ nói mẹ mua cho con mà. Nó có một cái hồ bự hơn nữa, bự gấp đôi cái này luôn. Mà Ngọc không có mua được là tại gì á hả? Nhưng nó tới như vậy nè là mình đâu có bỏ vô cái xe hơi của mình được đâu. Nó bỏ không vừa luôn đó, nó bự gấp đâu vậy. Cái này nè bỏ là bỏ đủ một cái khung xe của Ngọc đằng sau xe luôn á. Có cái kia bự gấp đôi. Ok. Con nằm xuống đi chạy. Thôi đừng. Không không không, đừng đừng, không có cần. Đang trời nắng gắt, không có tưới cỏ làm chi, tưới cỏ làm chút hết nước, không có nước bơi á. Cái nước này đang ấy, con nằm xuống đi con, nằm xuống, thả cái người xuống cho nó đã, cái nước đã lắm. Đúng rồi, đó. Thả nữa. Trời ơi, nằm bắt đầu xuống luôn đi. À, sáng quá hả? Chói quá mắt à. Lấy kiến đeo không? Yeah. Lấy kiến đeo ha. Ok. Là sao? I want to be wet. Đây, hai cái kiến này muốn kiến nào? Kiến chị Ara hả? Kiến này phải không? Cái này hả? Ai biết đâu. Super Mario. Yeah. Rồi đeo vô. Đeo vô đây con. Rồi hết trời nắng. Trời ơi nó fancy quá. Ôi trời ơi giờ nó nằm ngửa ra luôn đi cô chú kìa. Ôi trời ơi quá đã luôn. Ê con để cái đầu của con á kê lên cái thành này nè. Con kê cái đầu của con lên cái thành đó. Đúng rồi. Cái thành đó con, cái thành là cái này nè con. Cái thành là cái này nè. Con để cái đầu con kê lên cái thành đó. Ôi trời ơi phải mà mẹ mua được cái hồ bơi rộng rộng chút nữa cho nó thoải mái ha. Trời ơi bây giờ nó nhảy giống như mà music video rồi. Mẹ mở. Cháy. Mẹ không có cho con coi mấy cái đó, cái music video đó nữa nghe cháy nha. Không có được làm vậy nha. Mấy cái bản nhạc mà thời mới giờ đó, quay phim quay đồ quá trời đất ơi. Nhảy vậy đó nên nó coi là nó học đó. Đúng không con? Đúng rồi đó, mẹ nói đúng mà. À mẹ con coi, con coi đó được. Nhưng mà mẹ không muốn con làm theo. Tại vì cái đó là chuyện là cái người lớn làm. Con nhỏ lắm, con không có làm được cái đó. Thôi, để đeo đi cho đẹp. Ừ.
face and on your neck, and then you'll feel uncomfortable. Đây đây, đưa đây, mày gỡ cái baby, can you take the, gỡ cái kẹp ra. The clip sao? Yeah, the clip. Đừng đừng để ba gỡ, con gỡ là bị ướt á. We're gonna go on the boat now because it's 2:10. Wanna go on the boat now? Okay, so you and him go. Để chú với ba đi đi. All right, we're gonna go without you, JD. Để chú với ba đi đi, để mẹ con ở đây. Stop, JD. I wanted one. Hmm? I wanted to play more when you say. À, thì con ngồi đó đi, con ngồi đó đi rồi mẹ, mẹ ngồi đây với con. Để ba với chú đi. I like your sunglasses. Mom, me and you will stay later. Ừ, chúc mình đi sau, đúng rồi. Trời ơi, ba chút nữa con với mẹ đi sao. Ba biết rồi, khỏi cần thông báo. Quá trời quá đất luôn. Sướng không cô chú? Quá sướng đây nè, ngồi tắm mình nè. Nhìn cái khung cảnh là quá sướng không? Ủa không, không muốn nó hả? Cái kiến con nhỏ nhỏ của con đâu rồi? Chứ kiến nó nhìn mẹ nhìn thấy bự quá. À à, cái kiến nó nhìn really cool. Cái kiến nó nhìn rất là độc đáo, ngộ nghĩnh, đúng rồi. Thì đó, cái đó đó, đeo vô đi. À, nó phá đó, giờ là phá đó. Hiện tại bây giờ là 24 độ C á cô chú. Phải thời tiết như vậy mới ra đây ngồi tắm mới mát mới đồ chứ còn mà thời tiết mà lạnh là ở đây không có ra nước tắm được đâu. Ok, để mày kêu ba lấy. Ngồi xuống, đừng có vô nhà, ướt nhà. Đã. Rồi. Coi chừng gãy kiến nha. I think the goggle is in her swim bag. She had many goggles. Đúng không con? Ôi, hai bà đi lo rệt mà nó la vậy á. Này, mẹ để nước ấm hả con ha? Trời ơi, Ngọc xả cái nước này là từ hôm qua tới giờ các bạn. Chứ còn mà đợi nó tắm mới xả ra là nước lạnh dữ lắm. Không biết nước lấy từ đâu, chắc lấy từ sông này hay sao. Không con, mình ngồi lên đây đâu có gì đâu mà nhột, cỏ mà. Wow, ba còn đem cái mây của con la nữa kìa. Wow. Oh, what about the baby? Bring her baby out too. No, it's in the bathroom, he's using it. Wow. After that, you okay, go in. I'll go back. Oh, I need it. Okay, I'll let you do whatever you got. Oh. There, I need it. Đã chưa? Nước ấm quá. Trời ơi, nước ấm ghê. Đúng rồi, nãy ba đem nàng tiên cá ra cho con tắm với nàng tiên cá đó. Rồi giờ ba đem em bé ra cho con nữa nè. Mấy cái em bé mà con hay tắm chung ở trong phòng tắm á. Giờ ba đem ra cho con tắm chung luôn. Are you full? Okay. Can I have a little dog? Can I have a little dog too, Baba? I don't know what daddy gonna bring out. Để coi ba đem ra gì cho con chứ mẹ không biết ba đem gì ra nè. Đó. Ui cha ơi, ba đem có đứa em bé ra. Không không, như đó được rồi, không được rồi. Đừng có hành ta nữa đi, đủ rồi. Cho ba baby. Ôi. This is a mermaid, so he pretend to be a mermaid. Oh, em bé là em bé giả làm nàng tiên cá ha con. Ủa mà mày nhớ con có hai con em bé lần mà con kia đâu? Audrey's house. Oh. I share with her. Oh, ở nhà của Audrey hả? Con chia sẻ đồ chơi với Audrey hả? Trời ơi, vậy là quá được luôn. Hả? Uh-huh. It's the same picture. Yeah, but when it's in the shade and it doesn't get the sun, it's more dark. Oh, really? And then when you're out in the sun, it turns into a picture. That's crazy, isn't it? Can I go later after? Rồi, chúc nó đi sao? Ok. Nói bye bye, nhưng mà một chút nữa con cho con đi được không ba? Ok, giờ bye bye ba đi. Bye bye. Thì đó, ba đi vòng vòng trên sông thôi chứ đâu có đi đâu đâu. Chừng nào con tắm xong con tắm cho đã vô cái rồi con thay đồ. Ừ, con tắm đưa đã vô cái con thay đồ cái mẹ dẫn mà chừng nào mà thích đi thì mình đi. Không biết Aaron có qua không, không biết mẹ. Mom, Aaron's taking forever. Ừ, Aaron lâu dễ sợ luôn. Mama, you know her name. Không biết tên của Aaron đó hả? Mom, that's her bra. Tào lao quá chay à. That's her bra.
Thôi con nằm xuống đi con nằm đi cho nó mát cái lưng con đi con. Cái lưng con là mẹ nghĩ thấy nóng lắm rồi đó. Nằm xuống cho mát cái lưng đi. Đúng rồi, nằm xuống, ngã lưng xuống luôn. Ngã lưng xuống, ngã đầu xuống luôn. Bây giờ cái kiến của con là nó nhiễu nước xuống này, vũ nước ra trước đi, đeo vô. Đúng rồi. Nằm xuống. Ui chà. Ui chà, trời ơi. Rồi bắt buộc rồi. Nằm xuống rồi là phải ướt tóc thôi. Thì đó, nằm xuống đi cho cái lưng nó ướt ướt một chút. Cái đó là tiếng Anh gọi là gì con? Mommy, what is this? Cái đó là chổi lông gà. What is this? Chổi lông gà. Chổi lông gà. Không, đây nè, ngồi nè, chổi. Chổi. Lông. 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 Gà. Gà. Ừ. Bây giờ phải chỉ nó tiếng Việt trước chứ mà chỉ nó tiếng Anh trước là sau này nó không bao giờ nói tiếng Việt. Con nói đi, cái đó là chổi lông gà. Trời trời, nó nói mẹ con cần phải làm cái chân mày cho cô này nên là thôi mẹ im lặng đi. Ủa cái chuyện mẹ nói chuyện hay là cái im lặng nó đâu có liên quan gì tới con làm cái chân mày cho cổ đâu mà con kêu mẹ im lặng. Đúng không? Đó kìa cô bà kìa. Rồi à, bây giờ tắm xong cái là vô thay đồ sạch sẽ cái là bắt đầu mày làm cho con tô phở ăn nha. No. Sao hả? Phở ngon mà. No, it's not. Phở không ngon hả? Chay sao mà không bao giờ mày thấy con chơi với mấy con heo đó chay? Con heo con gà đó mày mua bên Chicago về đó sao không bao giờ mày thấy con chơi vậy? Con quay mặt qua cho mẹ cái đi. Trời ơi, ước gì mẹ mua được cho con cái bồn. Cái bồn tắm bự bữa thì không có xe để chở về. Bà bữa mình mua này ở đâu? Mình à. I hate that's a funny store. Sao vậy? Sao cái store đó funny? Funny name store. À cái tên của cái cửa hàng đó mắc cười hả con? Con nói đi, mắc cười quá. Lớn. Ok. How about is chicken broth? Chicken broth? Yeah. Tại sao lại nói đến nước súp gà? It's so funny. Chiếc nước súp gà mắc cười hả? How about we talk about Jessica Holgerin? Jessica Holgerin. Oh my god, swimming. Hồi sáng nay con học gymnastics vui không? Yep. Mẹ sẽ chuyển cho con qua cái lớp của cô đó, mẹ thích cô đó. Hả? Is there more chocolate? Hình như không biết. Không, hết rồi. Sáng giờ ăn 2 cục rồi nghỉ. Không ăn sô-cô-la nữa. Bây giờ tới nguyên ngày là không ăn sô-cô-la nữa nè. Wow, dữ rồi ta. Càng tiên cá bơi dữ rồi ta. Bơi hơn chay luôn á. That's why he don't fit. And the shirt is gonna rip. It's gonna rip. Bee 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 bee. He's a bad person. Much better, but he's not much better.